Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 10 tháng Giêng 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 90. Những đức đọc những công đoạn lời dạy của chư tổ. Có một đoạn mà các ngài nhắc chúng ta rất là hay, gần gũi. Các ngài nói người niệm Phật từ khi sơ phát tâm, cố gắng niệm cho nhiều, tập thành thói quen niệm Phật. Nhớ là đi đứng nằm ngồi cứ niệm Phật, tập thành thói quen niệm Phật. Và từ sơ phát tâm niệm cho đến niệm tối hậu, là từ khi gặp pháp môn Tịnh Độ niệm cho đến niệm cuối cùng, cũng là một danh hiệu Phật, phát nguyện sanh Cực Lạc. Như hôm qua những đức gặp một ông cụ già, ông gặp những đức ông nói mấy câu cũng ngẹn ngào. Ông nói: con gặp Phật pháp dễ quá, tới già như vậy mới gặp Phật pháp. Những đức nói: đối với pháp môn Tịnh Độ này không có dễ ông cụ. Dù là ông gặp hôm qua, nhưng chỉ cần ông có thiện căn, ông tiếp nhận và lòng tin rất kiên cố. Dù là hôm qua ông gặp pháp môn Tịnh Độ, ông niệm Phật, ông vừa nghe pháp môn Tịnh Độ, ông tiếp nhận, ông phát lòng tin kiên cố, ông niệm, ngày mai ông ra đi, ông cũng được giảng sanh. Như là Chương Thiện Hòa, một người đồ tể tạo nghiệp sát sanh rất nhiều, vậy mà lúc cận tử nghiệp là tướng địa ngục xuất hiện. Ông kêu gào, ông la lối lớn tiếng, có một người xuất gia đi ngang nghe được, bước vào hỏi: vì sao ông la lối lớn như vậy? Ông nói rằng: những người đầu bò xuất hiện rất đông, bao vây tôi. Thì người xuất gia này biết tướng địa ngục xuất hiện, đốt mấy nén nhang đưa cho ông, khuyên ông niệm câu Phật hiệu lớn lên, phát nguyện cầu sanh Cực Lạc. Ông chân thật lúc đó nghe lời, thiện căn phước đức nhân duyên của ông hội tụ đầy đủ trong một lúc đó, thì niệm thời gian không lâu, ông nói rằng những người đầu bò đã biến mất hết, Phật A Di Đà đã đến tiếp dẫn, và ông ra đi. Đây là câu chuyện mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thiết cứ thường là nhắc câu chuyện này. Và câu chuyện của Pháp Sư Quánh Kha, một vị tỳ kheo phá giới tạo nghiệp nặng nề, nhưng chí thành niệm một câu Phật hiệu, khi nghe được sự tạo nghiệp của mình chắc chắn đọa địa ngục, sợ quá và đóng cửa thắt, niệm Phật 3 ngày 3 đêm. Đúng là bản lãnh thiệt. Và khi mở cửa thắt ra thì cũng nói với mọi người là 3 ngày sau Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, mà mọi người không tin. Nhưng thời gian 3 ngày không lâu, đúng 3 ngày sau Phật A Di Đà đến tiếp dẫn ông. Từ nơi đó mà khi gặp pháp môn Tịnh Độ này, quý vị nhớ, thí dụ như chúng ta gặp pháp môn Tịnh Độ lúc chúng ta 20 tuổi, thì nhất định chúng ta phải gầy dựng tín nguyện tu từ đó cho đến khi chúng ta thọ mạng đến ra đi. Nếu như chúng ta gặp pháp môn Tịnh Độ 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi, bất cứ lúc nào chúng ta có duyên gặp được pháp môn Tịnh Độ, thì phải gầy dựng tín nguyện cho thật kiên cố. Dù là thời gian lâu hay là thời gian mau, hay là trước đó 1 tiếng đồng hồ, chúng ta cũng phải gầy dựng tín nguyện cho thật kiên cố.
Như vậy thì cái niệm tối hậu là thọ mạng đến với mình. Mà mình có thể có tính nguyện thì chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm thì Phật A Di Đà tiếp dẫn. Chỗ này không dễ tin đấy quý vị. Nhưng theo những đức thấy rằng nếu người có thiện căn phước báo nhân duyên, quý vị không hiểu, nhưng mà quý vị có một ý nghĩ rất là đặc biệt như vậy: tôi không hiểu, lời của Phật dạy tôi không đủ bản lãnh để hiểu. Đã là không hiểu, không hiểu thì chân thật niệm Phật phước cho rồi. Tại vì mình là người không hiểu, không đủ trí tuệ để hiểu lời của Phật, lời của tổ sư dạy, mình nương vào đó để tin đi. Có lòng tin như vậy là được rồi. Và tôi thấy rằng hiểu không hiểu gì, tôi thấy niệm Phật là tốt rồi. Tôi thấy một người niệm Phật là niệm giết từ từ cũng hiền lại, và niệm Phật thấy nhớ Phật là thấy an lạc rồi. Hiểu không hiểu gì, miễn niệm Phật là tốt rồi. Nghĩ như vậy thì tức khắc chúng ta sẽ siêng năng niệm Phật, vì biết niệm Phật là tốt. Những đức là như vậy. Những đức cứ nghĩ cái trí phàm phu của mình, một tấm giấy che ngang mắt không thấy bên kia. Chúng ta đừng đặt vấn đề gì cao xa làm chi cho nó mệt. Chỉ cần nghe lời Phật, nghe lời tổ, các vị này có tu, có hành, có chứng, mình nương vào sở chứng đó để mà tin. Các ngài là người có trí tuệ, các ngài tin niệm Phật sẽ giảng sanh, mình cũng học theo, nương theo, tin niệm Phật sẽ giảng sanh, khỏi cần bận tâm chi cho nó mệt. Nếu như mình không niệm Phật thì mình tu các pháp khác mình tu cũng không vô nổi. Mà mình phương hướng nào để giảng sanh, mà mình niệm Phật thì thấy lợi ích lớn rõ ràng, là nhắc nhở mình. Chỉ cần niệm Phật là thấy mình hiền hậu lại. Niệm Phật là giảm lòng tham lam, niệm Phật là đỡ sân hận, niệm Phật là giảm đi ngu si. Vậy là lợi ích rồi, cần chi suy nghĩ nhiều cho nó mệt. Cứ niệm Phật là được rồi. Từ khi những đứa gặp Phật Môn Tịnh Độ, những đứa làm như vậy. Và những đức niệm mười mấy năm nay, những đức thấy rõ ràng niệm Phật lợi ích. Từ một con người ở ngoài đời, những đức nếu mà sống ngoài đời, những đức thấy mình cả đời mình là để kiếm cuộc sống, chứ không có cái chuyện làm việc gì tốt đẹp cả. Tạo nghiệp phần nhiều, đa số phần nhiều là tạo nghiệp. Vậy mà những đức chỉ có niệm Phật, những đức cũng không hiểu niệm Phật này sẽ giảng sanh hay là lợi ích gì. Nhưng mà những đức thấy vô trong chùa, thấy cái vị thầy chủ trì đó, ông niệm Phật thôi mà ông được đặc biệt vô cùng. Nếu mà vị chủ trì đó không đi tu thì ông cũng là trong một gia đình không đến nỗi giàu. Và nếu ông không đi tu thì ông cũng không phải là làm việc lớn lao được như vậy. Những đức chỉ cần nhìn qua cái chuyện ông niệm Phật thôi, những đức nói như vậy là niệm Phật được lợi ích. Thấy chỗ đó thôi thì chân thật niệm Phật, niệm mười mấy năm, những đức thấy trước nhất niệm Phật là được lợi ích hiện đời, lợi ích rất là lớn. Và cuộc sống mỗi ngày rất là vui, tâm tư mỗi ngày an tâm. Và càng niệm Phật thì thấy rằng cái được mất ở thế gian này không nặng nề, không trói buộc được mình. Và con người sống hình như phát duyên rất rộng. Trước nhất những đức thấy hiện cảnh ở thế gian sống rất đặc biệt. Người cũng không có trình độ gì, không có bỏ ra thời gian học tập gì nhiều. Có nghĩa là gặp tịnh độ là dụng công luôn. Gặp tịnh độ là có cơ hội để mà xử sự giải quyết vấn đề của cuộc sống luôn. Có nghĩa là Pháp Môn Tịnh Độ này đặc biệt thiệt. Quý vị còn phải học một cái nghề 3-4 năm mới ra nghề đúng không? Đặc biệt là gặp Pháp Môn Tịnh Độ, niệm Phật chân thật niệm, là vừa niệm Phật, vừa làm việc, vừa niệm Phật, vừa ra nghề luôn. Thấy đây là rõ ràng luôn đó quý vị. Là cứ vừa niệm Phật là thấy có lợi ích lớn luôn vậy đó. Đó nên mười mấy năm nay niệm Phật, những đức đã thấy được cái lợi ích của niệm Phật. Nên chư tổ sư nói từ sơ phát tâm, phát tâm niệm cho nhiều. Quý vị nhớ nha, hai cái thời chia sẻ của những đức là buổi sáng một câu ai là Phật niệm đến cùng, buổi chiều quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc á. Quý vị muốn mà niệm Phật mà kiên cố tâm, mà niệm cả đời không thay đổi đó, hai tập này chúng ta nên học tập mỗi ngày. Nó ít quá.
Có những buổi Như Đức học hai mấy phút, 20 phút. Có những buổi học nửa tiếng. Nhưng mà tiêu chuẩn về sao Như Đức học 20 phút à? Ít nữa. Vì sao? Ít mà nó thèm, dễ tiếp nhận. Nhiều nhưng mà quên mất tiêu chứ. Nhưng mà ngộ thay là ngày Chủ Nhật á, làm như cái thời gian nói chuyện đó nó quen của đối với Phật tử như vậy. Có khi những đức muốn ngày Chủ Nhật nói chuyện tiếng à, mà ngộ thay lên nói chuyện tiếng rưỡi mà vẫn là chưa nghỉ được á. Nhưng mà buổi sáng với buổi trưa là chừng 20 phút, 25 phút, nửa tiếng đổ lại. Nó ngộ vậy đó. Nó này là theo cái cảm giác rõ ràng luôn. Từ nơi đó mà cứ sáng tối học tập vậy mà nó nung đúc tinh thần, nó nhắc mình nhớ nè. Tổ sư dạy từ sơ phát tâm niệm Phật, cứ chân thật mà niệm Phật. Ai nói cái gì mặc kệ người ta, mình cứ chân thật niệm Phật, niệm cho nhiều. Nhớ nghe, tập thành thói quen niệm Phật. Thí dụ như quý vị dùng cái miệng này niệm Phật, tập thành thói quen niệm Phật. Cái miệng niệm Phật, niệm với cái miệng nó dẻo miệng. Mà con người mà cái miệng niệm Phật, viết cái miệng cũng có duyên nè. Con người nó tự phát duyên ra. Còn quý vị tập chữ lộn, nó cũng thành quen chữ lộn đúng không? Thí dụ như bây giờ mấy bà bán cá ngoài chợ, quý vị ít thấy cái bà bán cá nào mà ngoài chợ mà hiền lắm phải không? Ít thấy bà nào hiền lắm, ngộ thay, ngộ vậy đó. Nó làm như nó gần một cái môi trường mà nó phải hung dữ, nó phải dữ dằn. Cái kiểu như mà bà bán cá kế bên mà hung dữ, mà kiểu mà mời khách mà hơi lố lăng chút á, là bà bên đây cầm cái dao chặt đầu con cá mà búp 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 quay qua liếc. Mày thấy tao chặt con cá chưa? Có chừng tao chặt mày luôn á. Thì thấy không, một là môi trường bán cá, hai là môi trường giết heo, giết gà, sát sanh. Vì coi tất cả những người đó tập thành thói quen dữ dằn đúng không? Cái tâm lúc đó nó săn hẳn ghê lắm. Nghĩa là nó cắt một cái gì mà chảy máu ra mà nó cắt được là tức khắc trong tâm lúc đó nó sanh một cái niệm ác. Mà cái niệm ác là nó thành cái thói quen của ác, nó thành thói quen của dữ. Nên lâu ngày nó thành thói quen. Rồi xong bán cá khi mà nói chuyện mà trả giá đồ đó, rồi những người mà ta trả giá xong mà ta lựa xong ta mua đó, quay lại chửi người ta, thành thói quen của chửi. Cái miệng này nó thành chửi quen. Con người này tức khắc nó tập thành cái hung dữ quen luôn. Còn bây giờ quý vị niệm Phật, chư tổ sư dạy tập niệm Phật cho quen. Mà con người niệm Phật á, mỗi một câu Phật hiệu nó có một cái tính giác phát triển. Nên mỗi câu Phật hiệu mà niệm ra, con người này tự tự nó hiền hiền hiền. Thí dụ như bây giờ tập chạy xe ngoài đường, mà chạy xe mà kiểu mà xe mà xe tải rồi xe kéo đó, phần nhiều người nào cũng gương mặt săn hẳn lắm quý vị. Nhất là chạy xe máy kéo, chạy xe mà hàng rong ngoài đường, là gương mặt người nào cũng nó cũng hiện ra một cái hình tướng dữ dằn lắm quý vị. Quý vị chưa biết mà họ chạy mà họ cố gắng họ kiếm tiền cho nhiều, chạy tour quý vị, cố gắng kiếm tiền đó. Họ chạy trời ơi, quý vị biết rằng là mình thấy xe Honda kế không quý vị ơi. Mà nó chạy hết ga mà nó càng nó càng biết suốt vậy đó. Mà những người nào mà yếu bóng vía là có khi giật mình nhảy, buông xe nhảy luôn quý vị. Sợ quá. Quý vị coi cái tâm của họ như vậy nên nó hiện một cái gương mặt ghê gớm lắm quý vị. Gương mặt hung dữ lắm. Mà quý vị biết rằng mà đèn xanh mà sắp sửa qua đèn đỏ nghe, chưa gì hết, giống như là cái tâm họ nó gấp gáp làm sao quý vị ơi. Chưa gì hết là bắt đầu là phía sau nghe, búp càng tin búp lia lịa chứ. Mà ai mà bực bội là trong lòng nói, bộ mày muốn chết hay sao mà mày búp càng dữ à, mày làm gì mày gấp gáp dữ à. Thì coi cái tâm của họ, cái đó là gì vậy? Tập thành thói quen, thấy không? Có nghĩa là cái nghiệp ở thế gian này, quý vị tạo ra cái nghiệp nào là nó quen nghiệp này à. Bây giờ mình niệm Phật cũng là cái nghiệp mà là nó tạo ra tịnh nghiệp. Còn nếu như mà cái cuộc sống ở ngoài đời như là bán cá, chạy xe, gông gũi ngoài đường, rồi bắt khách xe ôm, rồi mời khách hàng, nghĩa là nó tập ra cái gì là nó quen thế đấy à. Những đứa thấy không có một cái quen nào đặc biệt bằng quen niệm Phật hết. Mà cả con cháu của mình cũng nên tập cho nó quen niệm Phật. Mà nó quen niệm Phật đã thành hiền hậu à, không đến nỗi tệ vậy. Nên tập cho quen niệm Phật. Mà cái gốc của quen niệm Phật là tức khắc những cái nghề khác mà nó làm là nó sẽ làm rất là dịu tâm, đặc biệt lắm. Tại vì cái gốc là niệm Phật nên tất cả các cái nghề khác nó sẽ dịu tâm hết. Còn nếu mà nó tập những cái thói quen khác mà nó không quen tu hành, quen niệm Phật,
là tức khắc con người nó thô tâm liền. Mà khi con người nó thô tâm gọi là ghê gớm lắm, ghê gớm lắm quý vị à. Mà quý vị mà gặp một con người thô tâm nghe nó nặng nề lắm. Nó gặp một con người thô tâm nó nặng nề lắm. Đó, nên từ nơi đó đó mà những cái điều những đứa chia sẻ đây nè là nó tán thán một câu Phật hiệu, mà nó lấy cái gốc của niệm Phật, tất cả những việc khác mình tán thán mình sẽ đẩy câu Phật hiệu lên. Cái cách học tập của những đức là vậy đó. Chứ những đức không có trong một lúc niệm Phật mà những đức đi tán thán nhiều môn. Tại vì những đức kinh nghiệm phàm phu của mình lạ thay là khi mình tán thán nhiều môn là cái tâm của người mình sẽ phóng ra rất là nhiều thứ, mà nó sẽ mất phương hướng của một điểm nào để tu. Nên những đức lấy cái chỗ là tán thán ngay câu Phật hiệu, để cho mỗi một người niệm Phật nó nhắm ngay câu Phật hiệu và nó nhớ ngay chỗ niệm Phật thôi. Để mà niệm lâu dài thì tức khắc nó có kết quả. Mà chư tổ sư thở xưa thì cái căn cơ con người nó đặc biệt quá. Căn cơ con người nó đa dạng tư tưởng để tu. Có nghĩa là tu pháp nào mà phù hợp là thành tựu hết cái pháp đấy. Nên chư tổ sư theo cái nhân duyên đó mà các ngài có thể tán thán nhiều môn. Thí dụ như người có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm đạt được tam muội niệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Người niệm Di Đà đạt tam muội Di Đà. Người trì Hoa Nghiêm thì tam muội Hoa Nghiêm. Người trì Pháp Hoa thì tam muội Pháp Hoa. Có nghĩa là người ta tu pháp nào người ta đạt pháp đấy. Vì sao? Vì căn cơ người xưa nó còn những cái căn cơ mà đặc sắc lắm nên người ta tu được. Nhưng mà những đức đã nhìn nhận vào trong cái thời đại hôm nay, con người chỉ có niệm Phật mới có thể đi vào tam muội niệm Phật được. Còn ngoài pháp môn niệm Phật thì không đạt được nữa. Nên chúng ta học tập nửa tiếng đồng hồ nó quy về cái chỗ là mình nên tán thán danh hiệu Phật A Di Đà, để cho con người nó thành tông chỉ một hướng chuyên nhất để mà chuyên tu, chứ không có tùy thuận mà tán thán tùm lum. Còn ai mà nói nhiều thứ thì cái đó là tùy duyên của mỗi một con người để mà người ta nghe người ta học tập. Còn riêng mình nó vẫn có cái chuyên nhất để quy tâm con người để chuyên niệm Phật. Mà chúng ta nếu chuyên niệm Phật lâu dài mà người ta thấy mình được cái lợi ích lớn, thì tức khắc những người mà tu đa môn, người ta thấy rằng người ta tu mà không có được cái sự an lạc, thì người ta sẽ nhìn nhận từ mình chuyên tu mà người ta quy hướng đi niệm Phật, thời gian sẽ trả lời. Nên học tập, tại sao những đức cứ hướng về cái chỗ niệm Phật không? Có một cái cô này cô cũng biết những đức lúc trước, mà lúc trước cô cũng chuyên niệm Phật lắm. Bây giờ tự nhiên cái nào là cô đi những cái chương trình về gửi chân gửi cẳng cho cha mẹ, rồi cô đi những chương trình này chương trình kia, cô đi giết quý vị, nó lạc lối quý vị. Nó lạc lối rồi bây giờ cô sanh phiền não lắm. Cách đây 2 ngày cô đến cô gặp những đức. Những đức thấy cô sơ sát ốm o, xanh xao vàng giọt. Những đức nói: vì sao lúc này te tua như vậy? Cô nói: từ khi đi nhiều tới bây giờ te tua tả tơ tàn tạ như vậy. Thì cô hỏi lại: thầy lúc này vì sao mập như vậy? Những đức nói: không có bận tâm nhiều, chỉ có niệm Phật thôi nên không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ niệm Phật là được rồi. Nên sao càng niệm Phật càng ăn ngon, ngủ yên, vui vẻ. Nên lúc này cũng lên được cái 10 kg, bụng bự ra nhiều. Tu hành không biết làm sao mà thấy cái bụng nó to, ăn ngon ngủ yên. Thì thấy không? Còn cô thì sơ sát như đứa hỏi. Thì cô nói lúc trước nghe hòa thượng giảng nên cấm cái gốc thập thiện nghiệp đạo, đệ tử quy, cảm ứng thiên. Thấy niệm Phật mấy năm mà sao không có kết quả, đi cấm mấy cái gốc đó. Cuối cùng buông pháp môn niệm Phật ra, đi cấm mấy cái gốc đó. Cấm giết rồi bây giờ sao nghĩ niệm Phật luôn. Những đức nói: chết. Hòa thượng giảng mà không hiểu. Hòa thượng giảng mà không hiểu. Ý hòa thượng nói người niệm Phật nên phát ra cái tâm nhân địa đó mà sống. Câu Phật hiệu phải nắm cho chắc. Niệm câu Phật hiệu A là Vô Di Đà, là lượng Phật, là giác. Giác ngộ rồi thì đem câu Phật hiệu này niệm ra cái tánh giác, rồi đem cái tánh giác áp dụng trong cuộc sống. Thập thiện nghiệp đạo là nói về nhân quả, tu hành có phép tắc. Thái thượng cảm ứng thiên cũng nói về nhân quả. Đệ tử quy cũng nói về phép tắc, nói về đạo đức làm người. Từ nơi đó câu Phật hiệu này niệm ra cái hành động đó, thì tức khắc câu Phật hiệu này cô sẽ cấm gốc, cô niệm đặc sắc liền. Và niệm câu Phật hiệu nó phát ra 3 cái gốc đó.
Chứ làm gì hòa thượng kêu cô bỏ cái gốc niệm Phật mà cô chạy tới ba cái đó. Cái niệm Phật là đỉnh cao nhất. Thì giống như một cái nhà là cái móng là chắc chắn là quan trọng nhất, mà cô lại bỏ cái móng. Cô lại chạy theo ba cái tầng lầu cô chạy theo. Cái móng cô không chịu giữ cho nó chắc, lót cho nó chắc. Cuối cùng nó lên 3 tầng nhưng mà cái móng nó yếu quá, nó sập, thì cô cũng toi mạng luôn đó cô à. Thấy chưa? Rất là nhiều người hòa thượng giảng họ không hiểu nghe quý vị. Rồi xong á, lấy 3 cái gốc để mới giảng rộng ra nữa. Rồi xong luôn, cái căn cơ nghe không được, quá rộng rồi. Cuối cùng thì làm không được luôn, rồi làm ra thành tạp luôn. Rồi xong cuối cùng quý vị biết rằng tâm quý vị đặt câu Phật hiệu ở đâu nữa. Lúc đó niệm câu Phật hiệu niệm không có lực luôn. Nó không bằng là nó quy tâm. Như lời chư tổ sư ngày nói gọn vô cùng: từ sơ phát tâm niệm cho nhiều, cho đến niệm tối hậu, thì tức khắc tập thành thói quen niệm Phật. Mà tập thành thói quen niệm Phật giống một cái nghề bị quen. Người ta nói hay không bằng quen, đúng không? Một cái nghề mà nó quen thì nó thành lão luyện vô cùng luôn. Lão luyện. Giống như những đức ngày xưa nấu ăn mà nó lão luyện, mà quen cầm sạn quý vị. Bây giờ nó không quen cái đó nữa. Cầm sạn mỗi ngày xào quý vị. Xào. Xào với đâu luyện cái sạn lên chụp. Quen tay quý vị. Rồi cầm cái chảo làm vậy nè. Cái đầu lấy cái gì á. Còn bây giờ đâu có làm gì nữa. Hắt dính luôn mũi. Trời ơi. Vì nghĩ đi, nó đâu có quen nữa. Ngày xưa là chiên trong bếp luôn, mười mấy năm quen, lắc vậy nè, cầm giáo nè, chiên trứng vịt nha. Dính liền. Còn bây giờ mà hắt lên cái bể nát trứng vịt chứ nè. Thấy chưa? Nghĩa là mười mấy năm nó chiên thành quen liền. Bây giờ tự nhiên mười mấy năm chiên niệm Phật thì thành quen niệm Phật, đi đâu cầm cái máy A Di Đà Phật. Thấy không? Rõ ràng không? Nhìn từ chỗ này là biết liền à. Vậy thì mình nên quy tâm chuyên công Phật hiệu. Đừng có nói là công phu công gì, chỉ cần chuyên công Phật hiệu niệm cho lâu dài. Niệm cho lâu dài và tin tưởng. Nếu mà tín nguyện đã kiên cố rồi thì tức khắc nó vẫn có ba cái thứ: thập thiện nghiệp đạo, cảm ứng thiên, đầy đủ hết trong đó luôn. Đệ tử quy có luôn. Thấy chưa? Nếu mà chuyên niệm Phật được thì tiện vô cùng. Mà nhớ nè, niệm Phật chư tổ sư không có nói gì cao xa cả. Cao xa là gì? Gặp những người cao xa mà nói thôi, cái thờ đó thôi. Còn bây giờ không có ai cao xa chứ. Bây giờ gọi là gì? Bây giờ gọi là tạp tâm, chứ không có cao xa. Bây giờ gọi là gì? Bây giờ gọi là học nhiều một chút thì ra vẻ mình là người giỏi, mà thật sự là căn tánh kém cỏi, không có gì cao xa. Còn người xưa là có trí tuệ, nên chư tổ sư dùng cái pháp cao độ hơn để dạy luôn. Các ngài đủ bản lãnh vì có tu hành có chứng. Các ngài đạt được tiêu chuẩn thông tông thông giáo, thổng trì mà thông. Thì bây giờ gặp người này cao hơn, dạy luôn. Gặp người này quán tưởng được, dạy quán tưởng luôn. Người này quán tưởng được, dạy quán tưởng. Người này thật tướng được, dạy thật tướng. Người này trì danh được, dạy trì danh. Có nghĩa là căn cơ thì sao dạy gì? Người này trì chú, đạt tam muội trì chú, dạy trì chú luôn. Có nghĩa là môn nào đủ duyên dạy luôn. Đó là căn cơ người xưa. Còn bây giờ không có như vậy nữa. Bây giờ gọi là tu thành ra tạp tâm, học văn tự cho rằng mình giỏi, nhưng thật sự phù phim. Nên bây giờ quý vị mà rộng ra thì con người mắc phương hướng. Nên bây giờ là thời điểm gì? Quy một câu Phật hiệu thôi. Từ sơ phát tâm niệm cho nhiều, tập thành thói quen niệm Phật. Xin thưa quý vị, từ lúc còn nhỏ chúng ta sanh ra đời, chúng ta thở làm sao? Cái này khỏi cần suy nghĩ. Trạng thái của mỗi một con người thở làm sao? Đó là do cơ thể của mỗi con người thở làm sao. Quý vị thở như thế nào lúc còn nhỏ thì từ đó cho đến khi già chết quý vị cứ thở vậy đi. Hiểu không? Còn nếu như quý vị muốn tập hít thở là phải học cho kỹ. Thiền sở tích không đơn giản. Phải học cho kỹ, phải biết cách hít thở khéo léo kỹ lưỡng vô cùng, biết điều tiết cơ thể hơi thở của mình sao thì mới được. Không dễ đâu quý vị. Cái phương pháp này dạy không dễ đâu. Nên những đức hướng dẫn quý vị niệm Phật như thế nào, thở như thế nào niệm như vậy, niệm như thế nào thở như vậy. Từ lúc còn nhỏ thở như sao thì đến tuổi càng lớn như sao thở theo như vậy, theo cơ thể của mình.
Nếu như quý vị lập trình hơi thở khác lại, tức khắc cơ thể quý vị sẽ hoàn toàn thay đổi hết. Thay đổi bất thường. Nếu như quý vị thở mà không biết cách thì nó làm cho cơ thể quý vị bị tắc nghẽn. Cơ thể bị tắc nghẽn, tất cả những cái cơ quan trong cơ thể sẽ bị tắc nghẽn lại, ảnh hưởng rất là lớn. Không đơn giản đâu quý vị à. Không phải ai cũng làm được đâu. Nên dạy cái pháp gì? Cái pháp dễ nhất. Mỗi ngày sống thở sao thì cứ niệm Phật sống thở như vậy. Thấy không? Tiện lợi vô cùng chưa? Đó, cái này là ai cũng làm được luôn. Bà già mà kiểu mà gần chết mà vì bà hơi gần chết thì bà phải thở vậy thôi. Quý vị kêu bà hít à? Quý vị kêu bà già gần chết hít sao hít được đây? Bà gần chết mà bà thở khập khểnh thì bà niệm Phật theo thở khập khểnh, đúng không? Còn cái người thở suông như mình bình thường, mình cứ thở như mình niệm Phật đi, chứ tự nhiên mình hít làm chi? Mình hít làm chi cho nó nhiều gì tùm lum la. Đừng có làm môn đó. Môn đó khó làm. Môn đó không phải là sai, mà là môn đó dạy người khó làm. Người ta không phải ai cũng làm được. Trời ơi, dạy mấy bà già, những đức mà 30 bà già trong chùa mình, mà những đức dạy hít thở, mà cái kiểu mà lúc đứng lên mà hít cho đầy phổi, rồi xong xuống bắt đầu là thở ra. Những đức nói mấy cái bà già này trong chùa đang lễ Phật, quý vị mà gần kế bên ấy, quý vị nghe bà thở như trâu khì khì mà nằm trong trong vũng bùn buổi trưa nắng. Vậy thì biết con trâu mà nằm trong vũng bùn buổi trưa nắng không? Trời ơi, quý vị không biết hả? Trời ơi, cái kiểu mà không biết á, cái kiểu mà không biết hít thở, tưởng đâu là hít sâu á, cái kiểu ngồi kế bên cứ hít gì hoài. Trời ơi, quý vị ngồi kế bên á, trời cái gì cái ghê trời. Thì cái tâm nó cứ lo cái chuyện hít thở mà. Còn bây giờ cái mảng đó mình khỏi cần bận tâm nữa. Mình cứ để cho người ta tự nhiên sống sao thở vậy đi. Rồi mình chú tâm mình niệm Phật. Nhớ nè, niệm Phật quan trọng nhất là gì biết không? Niệm sao không biết, nhưng miệng niệm tay phải nghe. Miệng niệm tay phải nghe. Niệm thầm thì cũng phải niệm. Thí dụ trong tâm của quý vị phải phát âm à gì đà Phật. Dù là miệng không động luôn mà tâm phải như vậy đó. Có nghĩa là trong tâm phải là à di đà Phật. Còn nếu sáu chữ thì Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là quý vị không động môi đi chăng nữa mà tâm nó phải phát như vậy đó. Bởi vì biết rằng trong tâm nó đang phát âm rõ ràng, lỗ tai nghe rõ ràng được câu Phật hiệu đó quý vị niệm. Trên chánh điện hay bất cứ đi đứng nằm ngồi gì, cái tiêu chuẩn niệm Phật là gì? Nhất định miệng niệm lỗ tai phải nghe, tâm niệm lỗ tai phải nghe, không nói chừng đó. Nên nhớ, nếu mà nắm được gì thì tu khỏe lắm, tu khỏe re, mà tu an lạc nữa chứ đó. Nên những điều những đức chia sẻ gì đó trong vòng thời gian nửa tiếng đồng hồ, nguyện Tam Bảo gia hộ chứ quý vị tín nguyện càng kiên cố để quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở cực lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.